cái vật miếu trên biên. Thì bên này thì mình rất là người đi vô cái vườn tượng văn hóa, dân nhân văn hóa văn miếu trên biên này. Đó. Đường vô rất là đẹp thôi. Cái hồ này nó mới có hả chú hả? Dạ. Cái hồ này nè. Có lâu rồi chứ. Có lâu rồi hả? Ừ. Cái này lâu rồi. À, chục năm chưa? Ừ. Là mới lăng miếu này năm 97 mà nó có trước năm 97 thì nó phải phá. À, phải hả? Con không nhớ. Dạ. Cảm ơn chú. Ồ. Cái hồ này có rất là lâu quý vị. Hồ này khá là đẹp không vậy? Mình sẽ đi vô đi một vòng nhé. Ở đây thì hàng ngày thì mình thấy có cái bảo vệ và một số người chăm sóc ở đây nhé. Đây là cái tượng của ông Huỳnh Văn Nghệ đây này. Sinh năm 1914, mất là 1977 này. Từ độ mang gươm người mở côi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Đấy, một câu thơ khá là hay của Huỳnh Văn Nghệ. Thì cạnh phía trước quý vị đây có cái hội quán là văn miếu trên biên. Quán này thì chuyên tổ chức các sự kiện. Ở đây chắc mùa mưa nước nhiều. Đây có cái hoa sen này này. Đó. Rất là đẹp ơi. Đây nó có cái mô hình giống kiểu hoàng đảo Trường Sa, Hoàng Sa vậy này. À, đây có cái chòi rất là mát này. Sáng chiều nắng à, dọc dọc đây có cái nước. Phía trước mặt quý vị đấy là cái cơ tượng Đại Lý Thái Tổ. Thì trong thời gian qua thì mình cũng quay một số cái con đường Biên Hòa và một số cái địa điểm ăn uống. Thì có một số các cái Việt kiều nước ngoài Mỹ thì có nhờ mình quay một số các năm tháng cảnh và một số địa điểm du lịch. Trong thời gian tới thì mình sẽ lũ lục quay, sắp xếp mình quay nhiều hơn cho Việt kiều nước ngoài xem. À, đây là tượng Nguyễn Du này. Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820 vậy này. Ồ, đi thẳng này đây. Thằng này ra chỗ của quán trên biên vậy này. Mình đi xuống đây coi.
Đây cũng khá là rộng vì đây là cái công trình chào mừng ngày lễ lớn 2015 mà. Tổng công ty cổ phần trung tâm văn hóa Trên Biên này. Đây họ trang trí như con rồng quá đẹp này. Đó, trước mặt đây là cái tượng đài Thái Tổ 974-1028. Ồ. Công trình chào mừng 300 năm văn miếu Trên Biên này, 1710 năm tới 1210 năm là được 300 năm, bây giờ là 2010 thì 305, hơn 300 năm rồi. Thì cái thời đó lúc đó thì mình thật mà ông cố ông tổ mình luôn đó. À, thấy chưa? Đây còn cây xanh rất là nhiều này. Đó, rất là mát, buổi chiều ở đây rất là mát. Cạnh đây nó có một cái dự án bất động sản như của công ty nhà Đồng Nai làm cống rất là nhiều gì. Lê Quang Định à. À, đây có cái chòi gỗ. Đây là có một cái tượng của ông Võ Triều Toản này, này không nhớ cái năm luôn, 1792. Nơi đây mình nghĩ cần phải bảo tồn và giữ gìn cái nơi này vì nó cần những cái lịch sử này để con để cháu thì có thể nhìn lại và hiểu hơn lịch sử của văn miếu Trên Biên. Ở dưới là cái danh nhân rất là nhiều. Bùi Hữu Nghĩa vậy này. Nguyễn Đình Chiểu. Đây nhiều. Cái tượng đá này.
đây thì mình thấy vẫn có những cái cô chú bảo vệ chăm sóc cây, quản lý ở đây nhé, khu nhân dân. Này rất là sâu, nguy hiểm đó. À, khu này là Lê Quý Đôn. Nguyễn Bình Khiêm. Toàn là các cái hoạt động dân dân không vị. Đây mình sẽ coi lại. Đây là Chu Văn An này. À, để có cái chòi hay á. Vừa rồi thì mình cùng dắt mọi người đi tham quan một vòng cái khu vườn doanh nhân của Văn Miếu Trân Biên ở đây. Thì mình thấy ở đây có rất là nhiều các cái tượng doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam mình. Và lần đầu tiên mình thực sự về lịch sử bản thân mình cũng học rồi, nhưng mà mình không có để ý và chú trọng những cái lịch sử văn hóa Việt Nam. Qua đây thì mình cũng rất là biết ơn những người anh hùng đã chiến đấu hy sinh về đất nước Việt Nam. Và qua đây mình sẽ hiểu hơn về cái Văn Miếu Trân Biên ở đây. Và mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn quý cô bác, quý anh chị và các bạn một cái video kế tiếp. Và mong rằng thời gian tới thì mọi người có muốn mình quay những video nào ở Biên Hòa thì có thể yêu cầu mình sẽ quay cho những người Việt kiều ở nước ngoài xem. Thôi, mình xin chào mọi người nhé.